giúp bạn thống trị cuộc sống, làm chủ mọi cuộc chơi. Sống như đại bàng. Hãy sống như đại bàng, luôn tránh xa những con chim sẻ và quả. Cũng như bạn phải tránh xa những người cản trở sự nghiệp của mình. Nên nhớ, đại bàng chỉ bay với những con đại bàng khác. Đại bàng chính là loài chim thống trị bầu trời. Với những nguyên tắc độc đáo, khắc nghiệt, lối sống của loài chim huyền thoại này chính là chiếc chìa khóa dành cho thế hệ trẻ trên con đường đi tới thành công. Nguyên tắc thứ nhất, đại bàng bay một mình ở một tầm rất cao. Nó không bay với chim sẻ hoặc chen lẫn vào với các loài chim nhỏ hơn giống như ngỗng, vịt trời. Với chúng, những loài chim kia cản trở tầm bay, độ sải cánh, tốc độ bay. Do đó, đại bàng chỉ bay với chính đồng loại, loài vật cùng đẳng cấp với nó. Ngụ ý, hãy tránh xa những con chim sẻ và quạ, cũng như bạn cần tránh xa những người cản trở và níu kéo công việc của bạn. Đại bàng chỉ bay với những con đại bàng khác. Nguyên tắc 2, đại bàng có tầm nhìn rất xa, có khả năng tập trung vào một cái gì đó lên đến khoảng cách 5 cây số. Khi nó phát hiện ra con mồi, thậm chí chỉ là một động vật gặm nhấm từ xa, nó sẽ chú tâm dành sự tập trung tuyệt đối của mình vào con mồi và thiết lập cách tiếp cận để bắt được con mồi đó. Không có vấn đề gì có thể cản trở được nó. Con đại bàng sẽ không thay đổi mục tiêu con mồi cho đến khi nó bắt được. Bài học là có một tầm nhìn rộng và tập trung cao độ khi làm việc thì sẽ không có vấn đề gì gây trở ngại với bạn và bạn sẽ thành công. Nguyên tắc 3, đại bàng không ăn những thứ đã chết, nó chỉ ăn những con mồi tươi. Nên nhớ, kền kền thường ăn động vật chết, nhưng đại bàng thì không. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì mắt thấy và tai nghe, đặc biệt là những hoàn cảnh trong những bộ phim trên truyền hình. Rất có thể nó không còn đúng ở thời điểm hiện tại và không đúng với hoàn cảnh của bạn. Ý nghĩa, chúng ta luôn nhớ rằng những cái gì đang tồn tại trong chúng ta sẽ bị cũ đi và sẽ lỗi thời. Vì vậy, hãy luôn làm mới bản thân mình bằng cách học hỏi và thay đổi liên tục. Nguyên tắc 4, đại bàng là loài chim duy nhất yêu thích các cơn bão, trong khi tất cả các loài chim khác thường ẩn trong lá, nấp trong cành, hốc cây, thì đại bàng vui mừng sử dụng sức gió của cơn bão để nâng nó bay cao hơn, dựa vào sức mạnh của cơn bão để nâng nó lên trên những đám mây. Thông điệp là chúng ta có thể sử dụng những cơn bão của cuộc sống để nâng chúng ta lên tầm cao mới, thưởng thức những thành quả đạt được từ những thách thức và biến những cơn bão cuộc sống thành cơ hội cho chúng ta phát triển. Nguyên tắc 5, đại bàng luôn có bài kiểm tra trước khi nó đặt niềm tin vào con khác. Như một con đại bàng cái gặp một con đại bàng đực và cả hai muốn giao phối, con cái sẽ bay xuống mặt đất trong khi con đực bay đuổi theo nó. Con cái liền cắp một cành cây khô và bay lên cao, con đực thì vẫn bám theo phía sau. Khi đạt đến một tầm cao nó mong muốn, con cái sẽ thả nhành cây và để cành cây rơi tự do. Con đực thấy vậy liền sà xuống đuổi theo cành cây cho tới khi bắt được cành cây trước khi nó rơi xuống đất. Rồi nó mang nhành cây này lên cho đại bàng cái. Còn đại bàng cái tiếp tục cắp cành cây này và bay lên với một tầm cao hơn. Rồi nó tiếp tục thả cành cây đó xuống để con đực đuổi theo. Điều này diễn ra đến hàng giờ đồng hồ, với chiều cao ngày càng tăng lên cho đến khi con đại bàng cái được đảm bảo rằng con đại bàng đực đã làm chủ được nghệ thuật nhặt cành cây, sức bền
lòng kiên trì, thao tác nhuần nhuyễn. Chỉ sau đó, con cái mới cho phép con được giao phối với nó. Điều cần khắc cốt là, cho dù trong cuộc sống riêng tư hay trong kinh doanh làm ăn, để đi tới hợp tác cùng thành công, cần dựa trên một cam kết lâu dài, tin cậy, bền vững. Nguyên tắc 6. Khi đã sẵn sàng đẻ trứng, đại bàng đực và đại bàng cái xác định một vị trí rất cao trên vách đá, nơi không có động vật săn mồi có thể tấn công được. Con đực sẽ bay xuống mặt đất, chọn những cành cây khô rắn chắc và đặt chúng lên trên các kẽ hở của vách đá. Bên trên lớp cành cây khô có gai này là một lớp cỏ mềm. Rất nhiều lớp gai cứng và cỏ mềm được chồng lấn lên nhau như vậy. Cuối cùng, đại bàng đực sẽ rũ lông của mình lên đó để hoàn thành việc xây tổ. Cả hai đại bàng, đực và cái, cùng tham gia trong việc bảo vệ đại bàng con. Con cái có nhiệm vụ đẻ trứng và bảo vệ chúng. Con đực nhận nhiệm vụ xây dựng tổ và đi kiếm mồi. Trong thời gian dạy cho những con đại bàng con tập bay, đại bàng mẹ ném những con đại bàng con ra khỏi tổ. Vì còn non nớt, các chú đại bàng con sẽ hoảng sợ nhảy ngược lại vào trong, nhưng đại bàng mẹ sẽ lại ném con ra ngoài. Lúc này, đại bàng mẹ sẽ trút bỏ hết các lớp cỏ mềm trong tổ, chỉ để lại gai trần. Khi nhảy vào tổ, đại bàng con sẽ bị gai nhọn chích vào da thịt. Mặc sức chúng kêu thét và chảy máu, đại bàng mẹ tiếp tục đẩy chúng ra khỏi vách đá. Trong khi chúng run rẩy giữa không trung, thì đại bàng cha sẽ bay ra ngoài và bắt chúng trở lại, đưa vào vách đá. Điều này diễn ra liên tục cho đến khi đại bàng con có thể bắt đầu vỗ cánh và bay được. Đây là những kỹ năng cần thiết để đại bàng con có thể cứng cáp, tự bay bằng đôi cánh của chính mình trước những cơn bão lớn. Ngụ ý: cuộc sống này là biến thiên và vận động không ngừng. Việc bị chích bằng các gai nhọn cho chúng ta biết rằng cuộc đời này biết bao gai nhọn, cạm bẫy. Nếu không tự chui rèn cho bản thân mình sức mạnh, ý chí đương đầu với khó khăn, chúng ta sẽ bị cuộc đời nuốt chửng. Lớp cỏ và lớp mềm mại trong tổ kia nói với chúng ta rằng thiên đường dường như rất thoải mái và an toàn, nhưng vẫn có thể có gai. Những chiếc gai sắc nhọn ẩn bên dưới đó, nên không còn cách nào khác, chúng ta buộc phải phát triển và bay ra khỏi chiếc tổ của mình. Những người yêu thương chúng ta nhiều khi đặt chúng ta trước trùng trùng thử thách. Thực chất đó không phải là làm khó, tra tấn hay đọa đày, mà là ý tốt của họ muốn chui rèn, muốn chúng ta cứng cáp, trưởng thành. Do đó mà hãy dũng cảm vượt qua. Nguyên tắc thứ 7: đại bàng chuẩn bị cho lúc già yếu. Khi đại bàng trở nên già nua, lông của chúng trở nên yếu và có dấu hiệu bị rơi rụng. Điều này đồng nghĩa chúng không còn nhanh nhẹn như trước. Khi đó, nó tìm đến một nơi xa lẩn khuất trong hang đá và nhổ hết tất cả các lông trên cơ thể mình. Chúng ẩn náu, lánh thân cho đến khi cơ thể mọc bộ lông mới. Chỉ khi bộ lông dũng mãnh trở lại, nó mới rời khỏi hang và bắt đầu cuộc chinh phục bầu trời, bão tố và những cuộc rượt đuổi săn mồi bất tận. Nên nhớ rằng thỉnh thoảng chúng ta cần phải rũ bỏ những thói quen cũ, các cám dỗ mang đến gánh nặng cho chúng ta. Loại bỏ những thứ không cần thiết trong cuộc sống, ta sẽ tìm kiếm được những điều mới mẻ và thú vị hơn.